Chuyện ma Cửu Long Quán Sự Ký, Thiên Ba, U Minh Cổ Tộc, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 23. Còn vài bậc thêm nữa là đã vào trong chính điện. Anh Hùng dừng lại, quay sang nói với tôi. Nè, mày mở thiên hổ lên dẫn đoàn đi, quan sát phía trước cho anh. Anh và Tàng Sinh phụ trách trái phải, Tú Linh ở giữa. Anh định cảm cái điện này không phải đơn giản đâu. Tôi đồng ý với sự sắp xếp của anh Hùng. Sinh đi bên trái sau lưng tôi, Tú Linh ở giữa. Anh Hùng lui ra phía sau một chút, phụ trách cảnh giới bên phải và phía sau. Anh Hùng cũng biết thương thế của Sinh hiện giờ là chỉ khai được một vài bài chú không cao cấp lắm, nhưng thiên đăng ẩn quan để câu vợ thì có vẻ là nó làm được. Bọn tôi bước chậm rãi đến bậc thang cuối cùng. Lên đến đây mới thấy tòa điện này quả thật quy mô không hề nhỏ. Mỗi cây cột to bằng hai người ôm, 4 mét cách nhau, 9 hàng cột tất cả. Mỗi cây cao đến 20 mét. Thời gian tộc Khương Mật sinh sống ở đây tôi không chắc là bao lâu, nhưng niên đại kiểu này e là ngang cơ, hoặc thậm chí sớm hơn cả Ca Lâu Thành. Nhìn những cột đá dài ngàn tuổi, tôi cảm thấy bội phục tiền nhân. Tòa điện tuy ẩm mốc và nhúm màu thời gian, nhưng vẫn còn rất kiên cố. Chúng tôi đứng ở cửa điện, chưa đi dội vào bên trong thì bỗng đâu một luồng gió âm lạnh ngắt thổi mạnh tới từ phía trước. Không biết là cuối gian điện này thông tới đâu, âm tạo hay địa phủ chăng. Tôi quay ra sau nhìn mọi người, tiếp thêm dũng khí, rồi tất cả cùng bước lên. Tôi gọi Thiên Hổ, ánh mắt soi đến không gian sâu thẳm bên trong tòa điện nguy nga tráng lệ. Cảnh tượng trước mắt làm cho tôi không thốt nên lời. Nơi điện này có lẽ có chung một loại cảm biến dương khí, hay cái gì đó tương tự Ca Lâu Thành. Mà khi tôi vừa bước vào trong, hàng trăm ngàn cây đèn cùng sáng lên một lúc. Tuy nhiên, trước khi thấy ánh đèn, chúng tôi đều nghe thấy âm thanh kẽo kẹt, như có rất nhiều bánh trăng chuyển động cùng một lúc. Tôi nhìn kỹ vào những cái đế đèn thì không khỏi nôn nao muốn ói. Mỗi cái đế đèn là một cái đầu lâu, treo cách mặt đất chừng 2 mét. Đầu bị cắt lìa, cố định vào một khung kim loại có cấu tạo đặc biệt, đóng vào cột. Da cổ trông vẫn còn rất mới, lại bóng loáng, tựa như có ai vừa chà sáp lên. Quai hàm của đầu lâu mở to ra, phần lưỡi được cố định bằng que sắt, đầu lưỡi có sợi bất. Đèn cháy trên đó mở cháy xèo xèo, kinh dị vô cùng. Anh Hùng không khỏi ngán ngẩm trước những chuyện khó hiểu của người xưa. Anh nói: "Loại này là Trường Minh Đăng, tương tự cái thứ ở Ca Lâu Thành mà chúng ta thấy, nhưng mà ở đây phức tạp hơn nhiều lắm." Sau đó thì anh giải thích, cho rằng đèn đốt bên trong đầu lâu tích tụ thi du thi lạp, nôm na là mở người, chảy xuống khoang chứa của khung kim loại bên dưới. Khung kim loại này dĩ nhiên không đơn giản, khi có người vào thì kích hoạt cơ quan, làm cho đầu lâu há miệng ra, ánh đèn xuất hiện. Nói vậy thì những cái đầu lâu này tuổi ít nhất gì cũng phải 2000 năm. Sở dĩ da còn sáng bóng như sáp là vì trước khi được làm đèn, có lẽ người xưa cũng đã ngâm những cái đế đèn kinh dị này vào trong hồ sáp mở người, nhờ vậy mà đèn cháy lâu hơn. Tu Linh lắc đầu le lưỡi, chê trách người xưa quá man trợ. Anh Hùng thì lại có một suy nghĩ khác. Anh nói: "Man trợ hay văn minh thì phải đánh giá bằng nhận xét của chính cư dân nơi này. Người xưa quan niệm cuộc sống sau khi chết rất là thiêng liêng, được phục vụ các vị thần là một vinh dự tuyệt đối lớn lao. Có thể họ còn tranh nhau chết để được làm những cái đế đèn ngàn năm ở nơi điện này đó chứ." Anh nói không phải là không có lý. Từ ngàn xưa đến nay, niềm tin giúp cho con người ta từ một bầy đàn ô hợp đã chinh phục, cải tạo và thay đổi tự nhiên. Chính chúng ta tạo nên thần linh và tôn thờ, tin tưởng vào các bậc thánh thần. Cho nên nói con người sẵn sàng chết vì niềm tin, hẳn họ còn rất hạnh phúc với quyết định đó. Vậy nên nói người xưa ác hay hiện e là không đủ căn cứ.
Ánh sáng từ trường minh đăng cộng với ánh đuốc vập bùng soi sáng không gian tòa điện, cảnh tượng bên dưới còn hải hùng hơn nữa. Bọn tôi đang đứng ở lối đi chính giữa. Cuối điện là một cái bệ đá cao hơn 1 mét. Trên đó là bức tượng thần Vishnu nằm ngủ trên một con rắn thần chín đầu. Hai bên lối đi chính là cả ngàn cái xác không đầu đang quỳ rạp, hai tay cúi lại về phía tượng thần. Những cái xác khô quắp, nhăn nhẻo như vỏ cây. Căn cứ theo phục sức còn sót lại thì chắc chắn không phải là hàng nô lệ bị hiến tế. Những người này khả năng cao là quý tộc, rồi tự nguyện chết để mong muốn được phụng sự cho thần Vishnu. Tôi quan sát thấy trước phần cổ bị chặt lìa, nằm gọn giữa hai cánh tay đang lại là một mảnh da. Cái xác nào cũng giống như vậy. Trên mảnh da sậm màu vẫn còn có thấy được vết ố do máu. Máu không những bắn lên mảnh da, máu lan ra cả nền. Do các xác khô cục đầu sắp gần nhau quá nên phải nhìn kỹ mới thấy được. Họ đang quỳ gối trên chính dụng máu của mình, máu khắp nơi trên nền điện. Theo Tú Linh, không chừng là họ thực hiện một nghi thức cầu khấn gì đó trong lúc đao phủ chặt đầu từng người một để làm đèn trường minh đăng. Tôi không dám tưởng tượng tới, nhưng não thì vẫn cứ nặng ra về hình ảnh của một nghi lễ đẫm máu với tư tế khói nhang lửa cháy bập bùng. Nhưng khuôn mặt căng lên đáng sợ, mắt trợn ngược, tiếng tụng niệm lầm trầm, tiếng đào vung lên xé gió, đầu rơi rụng như sung, lăn tròn trên nền điện rồi bị người ta nhặt lên, kéo banh cái miệng ra để nhét đèn vô. Anh Hùng thì chú ý tới bức tượng hoành tráng ở nơi cuối gian điện thờ. Anh nói con rắn thần này không phải là Naga như trong thần thoại Khmer, mà nó là một thần thú cổ đại trong đạo Hindu, tên là Ananta. Bức tượng kia có lẽ đang nói đến truyền thuyết sáng tạo thế giới của đạo Hindu. Trong đó thần Vishnu nằm ngủ trên biển, sửa từ ngày hóa thành con rùa thiên nâng đỡ vũ trụ. Thần Indra và Vairocana dùng rắn thần Ananta khuấy biển sữa tạo nên thế giới. Nghe đậm chất sử thi của Ấn Độ, anh Hùng lý giải bức tượng nói về khai sinh của vũ trụ. Bên dưới là ngàn tín đồ chặt đầu hiến tế, khả năng cao thì vào ngày mạt vận của nơi này, họ hy vọng thần Vishnu sẽ tái sinh lại họ ở một thế giới cực lạc nào đó. Ngoài ý nghĩa nói về sự khai thiên lập địa, anh Hùng cho rằng người xưa thờ Vishnu còn nhằm một mục đích là cầu xin sự bảo hộ che chở. Suy nghĩ theo hướng nào cũng thấy được những người hiến tế nơi đây lúc chuẩn bị đưa đầu ra cho người ta chặt, ắt hẳn đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Có thể là họ bị một thế lực tà ác nào đó đe dọa, hoặc cũng có khi do thiên nhiên thay đổi làm cho họ cho rằng thần linh đang trừng phạt. Bọn tôi chậm chậm bước lên phía trước, cứ tới cuối trang điện cái đã. Âm phong lúc này vẫn thổi tới liên hồi, nhưng ánh đèn trường minh đăng tuyệt nhiên không hề nhảy múa, còn ánh đuốc thì cứ bập bùng lên liên tục. Nó càng làm cho tôi đinh ninh rằng cuối điện thờ này không chừng thông lối xuống 18 tầng địa ngục, ngưu đầu mã diện đang chờ sẵn chúng tôi. Nói là vậy, chứ nhìn vào thực tế, không cần phải vào tới địa ngục thì tôi cũng đã sợ hãi khi bước đi giữa hàng ngàn cái xác cục đầu đang quỳ mọp xung quanh. Đường đi đủ trọng, thế nhưng bọn tôi không dám đi nhanh, e sợ có bẫy trập cơ quan gì đó bất ngờ dưới chân. Vậy nên phải mất chừng 10 phút mới đi được 2/3 của tòa điện thôi. Lúc này những ngọn đuốc kêu lên xèo xèo như có nước nhiễu vô lửa. Ban đầu bọn tôi cũng chưa có để ý lắm, cứ đinh ninh rằng cho nước động trên trần mà thôi. Tuy nhiên chỉ một thoáng sau, tất cả đều cảm thấy bất an khi từ trần vọng xuống những âm thanh khúc khích như tiếng cười. Thoạt tiên chúng rất nhỏ thôi, phải chú ý mới nghe được, từ từ lan nhanh ra. Khắp nơi trên trần tối đen đều bị tiếng cười quỷ dị đã bao phủ. Tôi lập tức dùng thiên hổ đưa mắt nhìn lên trần nhà,
thì thất kinh. Trần cao chỉ thấy một màu đen đặc, lấp lánh ánh sáng màu xanh lục, là những cặp mắt rất to nhìn chòng chọc xuống dưới cả đám. Lúc nãy mọi thứ vẫn còn bình thường thì tôi đã hãi hùng cái không gian ma quái này lắm rồi. Bây giờ còn thêm tiếng cười và những cặp mắt khổng lồ từ trần của gian điện nhìn xuống, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy một mạch ra khỏi u minh này. Đối với anh hùng Sinh và Tú Linh, họ cũng thấy được những cặp mắt đó, nhưng dĩ nhiên không rõ nét bằng tôi. Nó rất to, tròn và lông lên sầm sọc. Chúng di chuyển chậm chạp qua lại, có thể thấp thoáng thấy được cái mũi dị hợm được chiếu sáng nhẹ bởi những cặp mắt màu xanh lục. Ánh sáng âm u như lân tinh. Anh hùng bảo tôi cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh của những cặp mắt quỷ đó, trong khi anh cùng với Tú Linh thì cảnh giác những cái xác cục đầu xung quanh, đề phòng chúng biến thành miểu biết hát mà đánh úp cả bọn. Sinh thì như thường lệ đã sẵn sàng khai thiên đăng, hoặc là nếu liệu ăn nhiều, nó gồng mình thử sức với dạ xoa sát chú cũng có khả năng thực hiện được. Anh hùng thấy tình hình có vẻ không ổn, liền đốc thúc bọn tôi di chuyển thật nhanh về phía trước. Anh hỏi tôi chỗ tượng thần có cửa hay có thứ gì đó dẫn tới phòng khác hay không. Lúc này trên đầu, tiếng cười khúc khích đã trở thành tiếng rít, tựa như một bầy quỷ đói chuẩn bị lao tới. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, dùng thiên hổ quan sát. Nơi bức tượng thần Vishnu, phía dưới chỗ cánh tay tượng có một cánh cửa đang khép hở. Từ đó hắt ra một ánh sáng màu sữa đục, ma quái không kém thứ bên trên bọn tôi là bao. Lúc này về lý thuyết, an toàn nhất vẫn là bọn tôi rút ra cửa chính, tạm thời lui binh. Nhưng khỏi nói cũng biết ba người còn lại mà chịu cái biện pháp đó thì đá be sườn tôi. Đã đến được tận đây, mặc dù không biết còn phải qua bao nhiêu lớp cửa ải, ma quỷ, miểu hay quái thú gì đó, chúng tôi cũng phải hoàn thành cuộc hành trình này. Vì tính mạng của Thông chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Tôi báo cáo lại chuyện cánh cửa. Anh Hùng bảo tôi hãy đi giữa, anh dẫn đầu tiến về phía trước. Nhiệm vụ của tôi là cảnh giới những con mắt quỷ phía bên trên. Sinh chốt đoạn, Tú Linh cảnh giới cùng với anh Hùng, đề phòng cả ngàn cái miểu cục đầu khi sống dậy. Đội hình vừa được triển khai thì bỗng dưng tôi có linh cảm, có thứ gì đó đang lao đến rất nhanh. Nó nhắm vào thằng Sinh. Lập tức tôi quay ra sau, kéo thằng Sinh thật mạnh về phía trước. Vừa lúc đó, hai con mắt quỷ từ trên trần lao đến như một tia chớp, định vồ thằng Sinh nhưng lại bị hụt. Nó vút ngược trở lại trần nhà. Trong cái khoảnh khắc cận kề cái chết đó, Sinh nhờ vào ánh đuốc vừa đủ soi sáng thân hình thực sự của cặp mắt quỷ kia. Nó thấy được gì đó rồi hét lên: "Dời!" Tôi hết sức bất ngờ. Rõ ràng với mắt của thiên hổ, khó có chuyện tôi nhìn không ra lũ chơi trên đó. Cũng có thể vì tôi quá tập trung vào cặp mắt quỷ dị kia nên không thể thấy được tổng quan. Đúng là có những việc thấy là một chuyện, còn hiểu được bản chất của nó hay không lại là một chuyện khác. Anh Hùng và Tú Linh cũng mang vẻ mặt hoảng hốt y hệt. Chẳng kịp ai nói với ai thêm câu nào thì trần nhà phát ra âm thanh tưởng chừng như sắp sụp đổ tới nơi. Cả ngàn con dơi đập cánh rất mạnh, buông mình bay đến bọn tôi. Chỉ còn một chút nữa là đến cánh cửa. Bọn dơi có lẽ cũng ý thức được chuyện ấy, chúng bay đến chặn đầu bọn tôi. Anh Hùng nếu không có thân thủ hơn người, e là đã bị cắn mất tay chân trong đợt tấn công đầu tiên của chúng. Tất cả đều chẳng còn hơi sức mà nói cái gì. Mọi sự chú ý đều dồn hết vào việc tránh né lũ chơi địa ngục kia. Nếu có ai từng đi đến chùa Dơi ở Sóc Trăng và thấy qua lũ dơi ở đó, sẽ khá dễ hình dung ra cái bọn trong gian điện này. Chúng có đầu như khỉ, mắt như hổ, sải cánh có còn tới 2 mét, nanh nhọn, dài, móng vuốt sắc bén. Cả thân thể của chúng dùng làm vũ khí đều được.
Những con mắt quỷ tôi thấy khi nãy là họa tiết trên cánh của chúng. Bọn chơi khi treo mình lên ngủ thì thường xếp cánh lại quấn quanh người. Khi sắp bay thì chúng giang cánh ra. Đó là lý do vì sao lúc nãy mới vào trong điện, chúng tôi không thấy được những cặp mắt. Cánh của bọn chúng có những họa tiết phát sáng, trông xa y hệt như con mắt, dễ khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Nếu bọn tôi không phải là Lục Lâm, chưa từng kinh qua hiểm nguy hay chạm trán với loại quái thú, gặp con này chắc vỡ mật mà chết thôi. Bọn dơi này không biết gọi tên chúng là cái gì. Tôi nghĩ thầm cái tên là dơi mắt quỷ, nghe có vẻ hợp. Đối phó với bọn này thoạt đầu cứ nghĩ là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên do bọn chúng quá to nên đòn tấn công không che mắt nổi bọn tôi. Chỉ cần khéo léo tránh né là được. Còn muốn chém được chúng thì lại khó khăn vô cùng. Vì dơi là loài hết sức linh hoạt. Ba người kia là dân Lục Lâm lành nghề, đi nhiều chuyến săn lang đập miểu sinh tử rồi. Chuyện tránh né dĩ nhiên là không làm khó được họ. Tôi cũng nhờ có thiên hổ quan sát và chuyển động tốt hơn người thường, nên may mắn không bị sức mẹ tứ chi trước trận cuồng phong cánh dơi kia. Các bọn cứ nhích từng chút một đến gần cánh cửa. Có muốn nhanh hơn cũng không được. Đến gần thì mới thấy bức tượng Vishnu nằm ngủ trong thần thái phi phàm vô cùng. Tựa hồ như trước mặt chúng tôi là hiện thân của ông ta, đang trải qua một giấc ngủ êm đềm thực thụ vậy. Khuôn mặt thanh điềm thoát tục, cặp mắt khẽ nhắm lại, nhưng lại tạo cho người nhìn như ngài đang quan sát nhất cử nhất động của cả đám. Tượng được đỡ bằng bệ đá hình lục giác đều, cao dễ tới 2 mét. Trên đó khắc chi chít những chữ viết của tộc Khưu Mật. Tôi đoán là như vậy, vì nó không giống với thứ chữ nào mà tôi từng thấy. Chỉ còn một chút nữa là đến được chân tượng. Tôi đang tập trung đối phó với một con dơi thì bỗng nhiên chân bị thứ gì đó giống như một cái bàn tay bóp chặt lại. Quán hồn đưa mắt nhìn xuống, tôi vô tình va vào một cái xác cục đầu đang quỵ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thay vì cổ của nó cúi xuống sát đất thì lại chĩa về phía tôi, giống như cái cổ kia vẫn đang nâng đỡ một cái đầu giả tưởng nào đó. Và cái đầu giả tưởng ấy nhìn tôi không chớp mắt. Không giấu được nỗi kinh hãi, tôi hét lên, chân giật mạnh, mất đà cho nên ngã lăn về phía trước. Anh Hùng lập tức chắn phía trên tôi, không cho lũ dơi lao tới. Lúc này anh cũng phát hiện ra có cái gì đó không lạnh. Những cái đầu cục đều đang ngẩng cổ về hướng bọn tôi. Không biết bao nhiêu cái xác, những cái nào được chiếu sáng bởi ánh đèn, tôi đều nhìn thấy cảnh chúng ngẩng cổ dậy. Sinh cũng hét lên, mẹ nó, mọi người nhìn thấy mấy cái đèn kia không? Tôi còn chưa hết bàng hoàng vì cái xác cử động thì lại thêm một phen hải hùng khi những cái đầu lâu ngậm đèn nhất loạt đảo đôi mắt trắng giả của bọn nó nhìn về phía này. Trong một thoáng chốc, tôi thấy cái miệng đá há to kia trông như đang cười cợt. Cái lưỡi không còn hình dạng cái lưỡi như bình thường, mà bây giờ nó như một con sên rất to và đỏ lợm, lúc lắc qua lại. Đôi mắt màu đục ấy lồi hẳn ra bên ngoài, kinh dị vô cùng. Anh Hùng đỡ tôi dậy, Sinh lập tức phát thiên đăng ẩn quang rất mạnh. Ánh sáng lóe lên như tia chớp, nhất thời cản được đám dơi đang dâng lên lao tới như điên dại. Tôi cảm giác được để phát sáng được chừng ấy, Sinh hẳn đã đem hết tất cả khí lực ra đánh cược rồi. Tranh thủ từng giây, chúng tôi lách mình qua cánh cửa đá dày và nặng. Tôi và anh Hùng lập tức gồng mình lắp cửa lại, không đóng sát, chỉ chừa một kẻ hở rất nhỏ để cho lũ dơi không bay vô được. Đề phòng bên dưới này, nếu có cùng đường mạt lộ thì còn lối mà quay ra. Tú Linh thì trong lúc bọn tôi đẩy cửa, cô dùng kim triệt hạ những con dơi ngoan cố bám theo. Phần Sinh thì nó ngồi bệt xuống, thở không ra hơi. Cánh cửa rất nặng, phải mất rất nhiều sức mới đẩy được nó gần như khép lại. Bên ngoài vọng vào những tiếng rít chói tai của bầy dơi quỷ, những tiếng sột soạt cho thứ gì đó bò trên đất,
mà khỏi nói, chúng tôi cũng biết là thứ gì. Tôi ngồi phịch xuống, thở như vừa chạy xong một cuộc marathon tử thần. Mà đúng là tử thần chứ còn cái gì nữa. Ngay từ lúc thấy những cái xác cục đầu xếp ngay hàng thẳng lối thì tôi đã dâng lên một dự cảm bất an. Tuy nhiên lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh, tôi không dám chắc cả đám có bị ảo giác về thứ mình vừa thấy hay không. Hình ảnh những cái đầu lâu ngậm đèn tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lục, da nhăn nhiều, tóc xõa rối bù khô khốc, đang liếc mắt nhìn tôi trừng trừng. Chắc không thể nào tôi quên được. Trong một thoáng chốc nào đó, tôi cứ đinh ninh rằng trong này đã an toàn rồi. Nhưng tôi sực nhớ lại nơi này là vùng thẳm sâu trong U Minh Hạ. Giống dĩ nguy hiểm ở đây không tính theo đợt, mà tính trên từng mét vuông. Lo sợ sự ngây thơ của bản thân, tôi cho rằng không thể ngơi nghỉ lúc này được. Tự nhủ như vậy rồi sốc lại tinh thần. Dần dần tôi tỉnh táo trở lại trạng thái cảnh giác như ban nãy. Không riêng gì tôi, ba người còn lại cũng chống tay lên gối mà thở gấp. Anh Hùng đưa đuốc soi một vòng thì thấy chúng tôi đang ở một căn hầm cao và thoáng. Trước mặt là cầu thang dẫn xuống bên dưới. Ánh đuốc không thể soi được ở dưới đó có cái gì, nhưng chính xác là có gió từ dưới thổi lên. Về mặt vật lý thì chuyện không gian bên dưới lại tạo gió thổi ngược lên phần hang động khổng lồ bên trên khiến cho tôi khó hiểu. Vì gió đi từ vùng áp cao đến nơi có khí áp thấp, trừ phi bên dưới có một cái quạt mái cổ đại thổi liên tục 2.000 năm thì còn dễ hình dung. Anh Hùng và Sinh cũng thể hiện ái ngại trước việc sẽ xuống bên dưới đó. Tình hình hiện giờ chỉ còn cách tiến bước thôi. Anh Hùng hỏi tôi dùng thiên hổ quan sát dưới đó xem như thế nào. Bậc thang dẫn xuống rất sâu, ở dưới có một chỗ ngoặt. Đến đó thì tôi không thấy thêm được gì. Các bọn chỉ kịp hít thở vài cái, xem xét lại vật dụng. Anh Hùng xắn tay áo lên, mục đích để sẵn sàng dùng chú. Sinh không thể lãng phí tay, nó chọn cầm dao đi rừng thay vì đuốc. Tú Linh chuẩn bị kim. Anh Hùng bảo tôi đi sau anh, thỉnh thoảng dùng thiên hộ quan sát phía trước cho cả đoàn để báo cáo tình hình là được. Chuẩn bị tinh thần xong xuôi, anh Hùng dẫn đầu, chậm rãi bước xuống từng bậc thang bằng đá tảng đã ẩm mốc. Ngộ cái là không có rêu. Hai bên tượng lát đá gì tôi cũng không rõ, nó có màu xanh ngọc, lỗ chỗ như tổ ong. Hai bên vách là những loạt 12 ô vuông kép lại thành một hình chữ nhật. Mỗi ô vuông to hơn một gang tay. 12 viên gạch là 12 hình cách điệu chim thú gì đó, trông hết sức lạ lùng. Con số 12 gợi nhớ về 12 con giáp của phương Đông, hoặc cũng như là cung hoàng đạo. Nhưng tôi nghĩ 12 con vật được khắc trên gạch này không ám chỉ về 12 con giáp. Chúng xuất hiện rất nhiều, thứ tự lần lượt là đại bàng, hươu, heo rừng, trâu, rắn, khỉ, bò cạp, cá sấu, chuột, ếch, sên và một loài cá gì đó trông như cá rô. Chúng tôi nghĩ mãi không ra nên đành để ở đó, định bụng sau khi đi về sẽ tìm hiểu sau. Trần hầm khá cao, đường đi xuống cũng rộng rãi nên bọn tôi di chuyển thoải mái. Ít ra nếu có gặp miễu thì cũng dễ bề ứng phó. Ánh đuốc tuy sáng nhưng nó giống như bị nuốt chửng bởi bóng tối phía trước. Cách xa 6-7 bước chân thì không thấy được gì khác. Thú thực là tôi cứ lo nơm nớp. Giữa bóng tối vây quanh như thế này, ngộ nhỡ có những cái xác như ở bên trên thình lình trong bóng tối nhảy sổ ra thì tôi không biết mình có kịp phản ứng hay không. Xuống chừng 30 bậc thang thì chỗ ngoặt đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Tu Linh lấy tay phẩy phẩy trước mũi rồi nói: "Nè, mọi người có nghe thấy cái mùi nồng nồng không?" Đúng là ở khoảng cách này, cảm giác như ở phía trước, sau khi rẽ vào lối đi kia sẽ gặp phải một núi chuột chết đem phơi khô. Mùi rất là nồng và tanh tới buồn nôn. Anh Hùng cũng đồng ý,
Tuy nhiên anh bổ sung thêm, một dạng âm khí chăng? Tú Linh lấy trong túi ra mấy cái khăn, cô đổ một ít bột thuốc có mùi quế vào đó, rồi đưa cho bọn tôi. Đeo cái này vào tuy có ngợp chút ít, nhưng đỡ phải chịu đựng cái mùi quái quỷ kia, cho nên tôi cũng ráng. Sau khi đeo xong, tôi hăng hái xung phong sẽ lên thám thính trước. Anh Hùng đồng ý, nhưng anh sẽ đi chung với tôi. Cả hai một trước một sau, chậm rãi tiến tới chỗ bước ngoặt. Nó dẫn vào một căn hầm khác lớn hơn. Không gian tôi nhìn thấy được sâu hun hút. Hai bên trông như vẫn là tường gạch, có những chỗ hổm vào như để đặt tượng cái gì đó không rõ được. Tôi báo lại với anh, thấy phía trước không có gì nguy hiểm, anh ra hiệu cho bọn tôi từ từ tiến vô. Để cẩn thận, anh Hùng ướm chừng rồi ném nhẹ cây đuốc về phía trước. Anh ném thấp, cây đuốc bay một đoạn ngắn rồi lăn tròn trên mặt đất, soi sáng hành lang phía trước mặt bọn tôi. Tôi ngay lập tức rút lại suy nghĩ khi nãy, là cảm giác nơi này có vẻ bình thường. Hành lang phía trước trần cao, rộng, hình vòm, vẫn dùng gạch xanh ốp tượng. Hai bên tượng có những chỗ vật thụt chôn, có hình chữ nhật, cao đến hơn 4 thước. Trong đó là những tượng Phật tọa thiền. Xa hơn một chút về phía trong, khắp nơi là những cái xác khô được đóng, buộc, trối vào trong tượng, hình thù thập phần kỳ dị. Tượng Phật nơi này nhìn sơ ngang có nét giống như những tượng Phật Nam Tông, nhưng vẻ mặt lại nhúm mùi tà ác khó tả. Ánh mắt tượng nửa khép nửa mở, ánh đuốc sôi lên trông như đang nhìn vào bốn chúng tôi mà cười đầy chăm chọc. Tượng tạc bằng đá nguyên khối, từ đỉnh đầu có một vết ố màu đen chảy dài xuống, trông như máu, hết sức ám ảnh. Anh Hùng không nói không rằng, tiến lên phía trước dẫn đoạn. Anh hỏi cuối đường này tôi có thấy cái gì hay không. Tôi kể lại những gì mình thấy cho anh. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không lẽ đây là địa ngục Ahoka sao? Tôi ngây ra, không hiểu cái địa ngục Ahoka đó là cái gì. Dĩ nhiên với anh Hùng, Sinh và Tú Linh thì xác suất họ biết được là cao. Xin nói với tôi để cho nó giải thích, vì chuyện này có liên quan tới Phật giáo. Ngày xưa dù gì Xin cũng tu trong chùa mấy năm, cho nên có nghe tới tích này. Nhưng Tú Linh đã nói, khả năng cao tộc cô chỉ có xuất thân là người Hưu Mật, thuộc Liên minh Nguyệt Chi. Từ thời đế quốc Kushan mới di cư sang vùng Nam Bộ. Trước vương triệu Kushan, người có công hợp nhất hai nền văn hóa tồn tại đang xen lúc đó ở Ấn Độ là Hy La và Hindu, là đại đế Chandragupta của vương triệu Maurya. Ông này có một người cháu nối ngôi tên là Ahoka. Trong kinh Phật dùng Đông Á lưu truyền tên gọi theo phiên âm tiếng Hán Việt là A Dục Vương. Tương truyền Ahoka là một người văn võ song toàn, đánh đầu thắng đó, mở rộng bờ cõi bằng những cuộc chinh phạt liên tục, tương tự như Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc. Khi Ahoka thu phục vùng đất mới, dĩ nhiên sẽ gặp những chống đối. Để đàn áp và dập tắt mầm mống bạo loạn, ông cho lập ra một nhà ngục với những phòng giam được dựng lại như địa ngục trong kinh Phật. Hình phạt thì hết sức tàn ác, không phạm nhân nào vào trong đó mà toàn mạng trở ra. Ahoka cho rằng là hình thức răn đe đối với dân chúng, là thước đo pháp trị, củng cố quyền lực. Tuy nhiên tiếng oán than của dân chúng ngày một dâng cao. Lần nọ có một vị sư già đi dạo thuyết giáo, lính ngục cho rằng vị sư mạo phạm đến ông, bèn túm lấy vị sư quăng vào trong vạc dầu sôi. Tuy nhiên trước sự kinh ngạc của tất cả người cai ngục, dù lửa cháy hừng hực, dầu sôi dữ dội, nhưng vị sư già vẫn bình thản tụng kinh. Ahoka hay tên đến xem thì cho rằng Phật pháp thực sự nhiệm màu, mà vị sư già kia là minh chứng. Thế là ông ta quy y Tam Bảo, tính cách thay đổi hoàn toàn, lấy sự từ bi của Phật giáo để cảm hóa muôn dân.
ông cho xây tổng cộng 84.000 phù đồ ở trên khắp cả nước, đem công đức ban phát chúng sinh. Trong thần thoại Phật giáo lưu truyền, Ashoka như một minh chứng cho sự quay đầu là bờ, chứng thực Phật giáo, giác ngộ được chân lý. Tuy nhiên chuyện đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thực tế thì Phật giáo chia ra muôn vàn nhánh nhỏ. Xin kể có những nhánh tôn thờ Ashoka, xem đó là hình mẫu của chính đạo, tàn nhẫn song hành với từ bi, đúng người đúng tội. Trước khi vào điện thờ Vishnu, tôi đã choáng ngợp trước sự pha trộn văn hóa Ấn và Hy Lạp. Cứ nghĩ rằng trong một ngôi đền kiến trúc gần giống với Hy Lạp lại để thờ một vị thần Hindu thì đã quá đủ bất ngờ. Biết đâu được bên dưới còn có cả một kiến trúc thuộc về giáo lý khác. Anh Hùng cho rằng sự sắp đặt này hẳn đem đến một ý đồ nào đó. Chúng tôi cẩn thận đi chậm rãi về phía trước. Vừa đi, anh vừa nói suy nghĩ của anh về cấu trúc kỳ quặc của nơi này. Ở bên trên, tượng thần Vishnu nằm ngủ tượng trưng cho sự sáng thế. Trong các tranh vẽ hoặc tượng về tích này, rắn Ananta thường thể hiện đầy đủ đầu và đuôi, thể hiện sự dứt khoát, có mở có kết cho một quá trình. Còn trong điện thờ bên trên, rắn Ananta chỉ có đầu, không có đuôi. Tưởng chừng phần đuôi được thể hiện chìm ở dưới tầng này, nhưng mà đến đây thì lại gặp địa ngục Ashoka, chứng tỏ người tạo nên điện thờ này có suy nghĩ về thứ họ đang cúng bái. Anh Hùng cho rằng đó là sự lo ngại. Có một khả năng nào đó, người hưu mật là một người tin tưởng và mong chờ kiếp sống ở một cuộc sống sau khi chết đi. Họ đồng thời tôn thờ cái chết và cũng e sợ cái chết. Theo cách bố trí các tầng của gian điện, anh Hùng nói, có thể thế giới mà những người này muốn thờ phụng lại là thế giới của Ashoka, chứ không phải thế giới của Vishnu. Tuy nhiên, cũng có một khả năng khác mà anh thấy khả tính hơn. Đó là họ tạc tượng Vishnu đè lên trên lối đi xuống, là để cầu mong cho quyền năng của thần Vishnu ngăn cản được thứ ở bên trong địa ngục Ashoka này thoát được ra bên ngoài. Đồng thời trong lúc diệt tộc, những người nguyện hiến đầu kia mong chờ một sự sáng thế mới đưa họ tránh xa lỗi lầm, tựa như cách mà Ashoka đã làm. Tôi nghe mà trối hết cả, mới hỏi anh Hùng giải thích ngắn gọn lại một chút. Anh nói anh nghĩ có hai khả năng của công trình lăng mộ này. Một là những người cục đầu cho hiến tế trên kia mong muốn được thần Vishnu dẫn lối đến một thế giới mới. Thứ hai, có thể là họ hiến đầu mình để cầu xin thần Vishnu bằng quyền năng của Ngài bảo hộ họ trước một thứ có thể thoát ra từ địa ngục Ashoka này. Tú Linh suy nghĩ một chút rồi cũng góp ý thêm vô. Theo cô, có một khả năng nữa, đó là tầng địa ngục Ashoka được tạo ra trước tiên bởi một vị vua nào đó của người ở đây. Sau này đến một đời vua khác mới dựng nên điện thờ Vishnu với mong ước cứu tộc mình thoát khỏi họa diệt vong, tìm được miền đất hứa mới. Tôi thì không hiểu, trong lúc họa diệt tộc đang ập tới, sao họ không lo chạy đi, kéo nhau chết cả thì phục hưng bằng cách nào? Dặn lòng không nghĩ tới nó nữa, tôi đưa mắt quan sát phía dưới. Xa xa đằng kia bị bóng tối nuốt chửng, tuy không thấy được gì cả, nhưng gió vẫn từ đó thổi đến từng cơn lạnh ngắt. Rõ ràng là lối ra nằm ở đó. Lúc này bọn tôi đã đi được một quãng xa, các tượng Phật thưa dần đi, ít ra cũng làm cho tôi đỡ lo sợ về một thứ ánh nhìn ma quỷ không thể nào lại xuất hiện ở một loại tượng đặc biệt nghiêm trang an nhiên như thế này. Cứ tưởng rằng áp lực sẽ nhẹ đi phần nào, nhưng không, tôi quên hẳn lúc nãy mình đã thấy hàng tá những cái xác người được treo lủng lẳng ở hai bên. Vừa nghĩ tới chuyện đó thì tôi đã thấy chúng hiện lên trước mắt. Ánh đuốc vàng vọt soi sáng được một quãng ngắn phía trước, thì từ bóng tối sâu thẳm dần lộ ra những cơ thể teo tóp ở khắp nơi. Đúng vậy, là ở khắp nơi.
chỉ có duy nhất lối đi là trống thôi. Tường và trần hành lang phủ kín bởi cơ thể người, tứ chi, đầu lâu, bằng đủ cách thức để có thể khiến cho chúng dính vào trong tường. Thậm chí bên vách hành lang còn có những người bị đổ một thứ hỗn hợp gì đó như kim loại, làm cho cơ thể cháy đen, hóa thành một khối dưới bức tường. Khuôn mặt tuy biến dạng và khô như gỗ đá, nhưng nhìn vào nó vẫn còn thấy được sự sợ hãi, đau đớn cực kỳ lúc chết. Đôi mắt của họ có lẽ đã bị móc ra và đổ vào trong đó một hỗn hợp màu trắng đục. Sinh thấy tình hình như thế này có vẻ không ổn thì liền nói: "Anh Hùng à, cẩn thận coi chừng giống như cái lúc nãy trên sảnh điện đó. Tụi mình chạy lẹ đi, cái đám này thành miễu thì mệt người chứ không có chơi đâu." Anh Hùng cũng gật đầu đồng ý. Các bọn dự định chạy thật nhanh thoát ra khỏi nơi quái quỷ này thì rõ ràng từ phía sau vang lên tiếng lộc cộc như có khối kim loại lăn dài trên nền gạch lạnh lẽo. Bọn tôi dừng lại một chút, quay ra phía sau để nhìn xem có thứ gì rượt theo hay không, để còn biết mà ứng phó. Sau lưng vẫn chỉ là bóng tối mù mịt, xác người cũng chẳng thấy được, nền đất không hề có thứ gì cả. Tú Linh bỗng dưng kêu lên: "Nè mọi người, nhìn phía trước kìa!" Tất cả lập tức quay lại nhìn. Đằng trước cách bọn tôi chừng 7-8 mét là một cái đèn trường minh đăng được làm từ một cái xác cục đầu, chặt tứ chi, bụng bị phanh ra trống rỗng. Bên trong là bất và một ánh lửa màu xanh lơ. Âm thanh lọc cọc khi nãy có lẽ phát ra từ cái giá đỡ kim loại chăng? Câu hỏi là tại sao ở trong cái địa ngục này lại có một cái đèn trường minh đăng? Thêm nữa lúc nãy âm thanh là từ phía sau, nhưng nó lại xuất hiện ở đằng trước. Tôi chắc mẩm trong đầu, tình hình như thế này thì mười mươi là gặp miễu rồi. Nó lại đang chắn ở ngay phía trước, bây giờ chỉ còn cách là chuẩn bị đập miễu mà thôi. Bọn tôi thấy tình hình chuyển biến xấu, ai nấy lập tức chuẩn bị tư thế đối đầu với ác quỷ. Quỷ khí trong không gian bắt đầu tăng dần lên, áp lực rất ghê gớm, khiến cho tôi tuy đã có thiên hổ phụ trợ nhưng vẫn thấy khó ở bước trước. Cả đám chăm chú nhìn vào ánh đèn ma quái mờ ảo ở đằng trước. Bỗng nhiên một làn gió thổi tới rất mạnh, ánh đèn đó tắt ngốm đi, không gian phía trước chìm vào trong bóng tối. Miễu đến. Anh đốt bọn tôi sôi, dĩ nhiên không tới được chỗ cái đèn. Khoảng cách vừa đủ xa, hiện giờ lại chưa thể tùy tiện mà tiến lên, các bọn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên nền đất vang lên những tiếng xịt xịt, giống như kéo lê một khối thịt rất nặng đi từng bước vậy. Từ trong bóng tối dần lộ ra một khuôn mặt rất to, không rõ mắt mũi, làn da xanh tái nhợt nhạt, trong bóng như đổ dầu. Cả khuôn mặt được tạo điểm nhấn bằng cái miệng trọng mọc trăng nhọn tua tủa. Đầu nó đụng tới trần hang, sinh thì thầm gì đó, có vẻ rất e ngại cái miễu đằng trước. Gặp quỷ mặt thớt rồi. Sinh không lo lắng vì nó là quỷ mặt thớt, mà là bên đó có rất nhiều quỷ mặt thớt. Lần lượt từng khuôn mặt to tròn bóng nhảy thò ra khỏi bóng tối âm u, miệng há to như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi ngay lập tức. Lúc này tất cả những cái xác hai bên vách nhất loạt quay đầu nhìn bọn tôi chăm chăm. Trước sau đều bị vây khốn, tình cảnh bọn tôi lúc này đúng là mong manh còn hơn cả mạnh treo chuông. Sinh bị gãy tay, khí lực câu như bằng không. Anh Hùng thì vẫn chưa khỏi hẳn chỗ vết thương, đường may có thể buộc ra bất cứ lúc nào. Tôi thì chưa làm chủ thiên hổ hoàn toàn, còn Tú Linh thì chuyện đập miễu không phải chuyên môn. Những cái xác hai bên vách và trên trần nhìn bọn tôi đăm đăm bằng cái hốc mắt được đổ đầy thứ gì đó có màu trắng đục. Da chúng đã khô như vỏ cây từ lâu, quai hàm trễ xuống
làm cho da bong ra từng mảng. Trước mặt, cái thứ mặt thớt gớm ghiếc nhích từng chút ra khỏi bóng tối. Thân hình quỷ dị lộ ra dưới ánh đuốc, khiến cho tôi thấy ruột gan như đảo lộn lên. Chúng có tới mười mấy cái đầu, rất to và bóng, không có mắt mũi. Chúng cũng không có cổ. Tóc trên đầu chúng sơ cứng, bết lại thành từng bó lớn, là thứ cổ nối đầu chi thần. Thân của chúng là những cái xác trương sình, được mai với nhau bằng những búi chỉ lớn, trông như tóc. Phần bụng của những cái xác sình này bị mổ banh ra, tóc từ các cái đầu quỷ mặt thớt như bám gốc rễ vào tận khoang bụng. Tóc của chúng như một con trắng uyển chuyển, nâng đỡ cái đầu ma quỷ. Khắp nơi là tóc, tóc tua tủa, tóc đâm ra từ các kẻ gạch ra, từ trên trần xuống. Thậm chí là khi nhìn xuống chân, tôi cũng thấy mình đang đạp lên tóc. Bốn người co cụm lại giữa một rừng miễu, chúng vây xung quanh. Quỷ khí tỏa ra khiến cho da thịt nổi gai ốc, hơi lạnh thấm qua da thịt vô cùng khó chịu. Anh Hùng nói với tôi gấp gáp và khẩn trương: "Không ổn rồi, mày theo sát Tú Linh, xin tự lo liệu nghe, miễu này để anh đập cho." Tình thế lúc này chỉ còn cách lách người qua đống tóc tai bùi nhùi trước mặt, rồi chạy thật nhanh thì mai ra. Tôi nói: "Anh Hùng, để em lên trước cho." Anh Hùng hiểu ý, gật đầu. Tôi liền mở thiên hổ, lao tới vung một cú tát bằng vuốt hổ vào cái đầu quỷ mặt thớt trước mặt. Uy lực thiên hổ dĩ nhiên không cần phải bàn cãi, cho nên mặc dù tôi chưa làm chủ được toàn bộ sức mạnh, cũng đã tạo ra một đòn vô cùng bất ngờ và hiểm hóc vào kẻ địch. Con quỷ tré lên chối tay, những cái đầu khác nhảy sổ lại, tóc tai lẹt xẹt phi đến, quấn chặt lấy tay chân tôi như một con rối. Chuyến này cũng đã nằm trong dự liệu, nên tôi không lấy làm bất ngờ lắm. Tôi chụm hai tay của mình lại, lập tức thằng sinh từ phía sau chặt một dao vào mớ tóc, khiến cho chúng đứt lìa. Lúc này con quỷ mất đi sự tập trung. Anh Hùng lao tới bồi một chưởng vào cái đầu lớn nhất của nó. Cái đầu cháy xèo xèo như đuốc, ánh lửa xanh như mặt trời, phát ra luồng khí lạnh lẽo. Biết rằng bấy nhiêu đó chưa có thấm tháp gì, anh Hùng liền thi triển thiên đăng. Đòn này của anh trong ca lâu thành tôi đã có thấy, nên may ra nhắm mắt kịp lúc. Những cái xác bị dính vào trong tường đang ngọ ngoậy, định thoát ra ngoài, thì ăn trọn một đòn quá mạnh. Một số con bốc hơi mất xác đi, số còn lại thì trú lên kinh hãi và đau đớn. Nhục thể quỷ mặt thớt tuy liên tiếp nhận đòn đau, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi thấy có kẻ hở, liền kêu Tú Linh và Sinh lao tới lách qua. Anh Hùng hiểu ý, liền đánh lạc hướng bằng chú đại hắc thiên. Những cái đầu quỷ tỏ vẻ e ngại, nhưng rồi cũng lao đến tấn công bằng những sợi tóc mảnh mai nhưng cứng như sắt thép. Chỉ đợi có thể, anh Hùng bộc phát thiên thủ khốc, áp chế đoạn tấn công của nó. Nó bèn dùng đầu hút lấy. Anh Hùng dường như đã tính toán sẵn, tụ dạ xoa sát chú vào tay, cho một đòn xỉa thẳng bàn tay vào cái đầu gần nhất. Chỉ tích tắc sau, cái đầu đó như bị hút vào trong lòng bàn tay của anh. Khi đó nhục thể mặt quỷ thớt đã sơ hở ra, sẵn đà dạ xoa sát chú, anh đạp chân phóng tới, chưởng tung mạnh đến độ những cái xác bị ép xuống, thịt rửa văng ra tứ tung. Anh Hùng cũng bị chính áp lực ngược lại của cánh tay tác động lên bệ sườn, vết thương có vẻ đã bục ra, máu trĩ ra ướt áo, mặt anh nhăn nhó trông có vẻ đau đớn lắm. Ấy vậy mà cái thứ quái quỷ kia vẫn chưa gục đi hoàn toàn. Những cái xác còn lại tách ra định ăn thua đủ, nhưng bọn tôi đâu có thời gian để lo giết nó hẳn đi. Thấy có khoảng trống thì không ai nói ai, tất cả cố sống cố chết chạy thẳng về phía trước. Tôi kéo Tú Linh, Sinh tuy tay cầm dao đi rừng, nhưng vẫn cố ép cái tay gãy vào để tránh bị tác động. Anh Hùng thì như sắp chịu hết nổi, tay chụp vào vết thương không ngừng rỉ máu ra. Hai bên vách lúc này, những cái tay khô khốc vẫn vươn ra, cố bơi vào, chật chờ bám lấy chúng tôi thì sẽ lôi vào cắn xé. Tôi dùng thiên hổ nhìn về phía trước, chỉ thấy một khoảng màu đen, trông như một bức tượng.
Nhưng kỳ lạ là gió từ đó thổi tới, chính xác là từ bức tường đó. Tôi giật mình hét lên: "Có chuyện hú!" Chưa kịp hết câu thì chân tôi không còn cảm giác được đường đi nữa. Cũng bởi mãi lo nhìn bên trên, nhưng ai ngờ cái hố lại ở ngay dưới chân. Bọn tôi đều rơi thẳng vào trong đó. Nó tối đen, sâu hun hút, có vẻ như là được con người tạo nên. Nó dốc, trơn nhảy, âm phong cứ thổi vào mặt tới lạnh ngắt. Chúng tôi trượt trên nền đất đầy lá khô. Anh Hùng là người dẫn đầu, liên tục quay ra phía sau dòm ngó bọn tôi. Tú Linh và Sinh trượt hai bên, tôi trượt chính giữa chốt đoạn. Không hiểu vì sao tôi lại thoáng nghĩ về Hai Tịnh. Không biết tình hình của ổng bây giờ như thế nào. Liều mạng ở lại cứu chúng tôi là việc khiến cho tôi bất ngờ, vì theo những gì ông nói khi di chuyển đến U Minh thì lại cho thấy ông không hề muốn can dự vào việc này. Đụng độ với lão già giữ rừng quả thật là một trở ngại khổng lồ. Không ngờ trên đời lại còn tồn tại một người như thế. Về phần chúng tôi, sau khi Hai Tình không còn trong đội thì liên tục gặp những khó khăn trùng trùng, lại càng gây go hơn khi Anh Hùng và Thạch Sinh bây giờ đều đã bị thương nặng. Tôi tự nhủ bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này. Con dốc nhìn không thấy đáy, cứ trượt mãi trượt mãi. Bỗng từ xa tôi thấy hàng chục chướng ngại hiện ra. Nheo mắt nhìn thử thì tôi một phen tá quả. Những vật đang cản đường cả bọn mọc lên lô nhô đầy cả quãng đường phía trước. Chúng có hình dáng như những mũi bút khổng lồ màu đen. Từ trong rừng cây, những cái mũi bút này đâm ra ngoài. Với tốc độ trượt hiện giờ mà mắc vào chúng, chắc thân thể bị cắt ra làm đôi. Tôi la lên oai oái, tường thuật lại tình hình cho mọi người. Anh Hùng nói bây giờ chỉ còn biết né tránh thôi, chứ làm sao mà dừng lại được. Lúc này Sinh cố vặn vẹo cơ thể. Nó đang cố khép cánh tay thật sát vào bên trong, hai chân khép lại, hình như nó muốn tăng tốc độ. Tú Linh cũng gấp một chân lại, một chân duỗi thẳng. Anh Hùng thì gồng mình ngồi bật dậy, nhưng vết thương của anh đã mở miệng cho nên cố gắng vô ích. Tình hình có vẻ không ổn. Tôi là đôi mắt quan sát nhưng lại ở phía sau cùng. Nghĩ vậy tôi giơ hai tay lên cao, dùng lực thật mạnh đánh xuống đất, cố tình gia tăng tốc độ của bản thân. Và trong phút chốc tôi vượt lên vị trí đầu đoạn. Anh Hùng thấy tôi vượt mặt thì liền hét lên: "Mày làm cái gì vậy? Ở sau đi theo anh là được rồi." Tôi cũng cố gồng mình mà la lên: "Anh coi thường thằng em quá. Mấy cái chướng ngại này nguy hiểm nhưng mà mật độ không có dày đặc. Em nhìn xa nhất cao đoàn, tốt nhất mọi người cứ trượt theo em đi." Tôi biết anh Hùng cũng đã có suy nghĩ này trong đầu. Chỉ vì cảm thấy thân làm anh không thể bảo vệ được mọi người mà không dám nói ra mà thôi. Anh im lặng sau câu nói đó của tôi. Từ lúc rơi xuống miệng hố đến giờ, kể thì dài chứ chưa được một phút nữa. Tôi tập trung cao độ, tự nhủ với bản thân trật một đoạn thì cả đoàn sẽ tôi mạng. Ánh mắt vì thế mà nheo lại. Cái ngồi viết đầu tiên đã ở trước mặt, trông nó giống như một lưỡi dao hơn. Không biết loại thực vật này là cái gì, nhưng thân nó bóng loáng, lại ánh lên một vẻ chết chóc. Khi chỉ còn cách nó chừng hơn 10 thước, tôi lập tức đập cánh tay trái xuống đất, né tránh trong gang tấc. Quay lại nhìn thấy mọi người cũng theo bước chân của tôi, cũng vượt qua ngon ơ. Cái gài thứ hai cũng xuất hiện ngay sau đó. Lần này tôi đập tay phải xuống đất, cái gai nhọn cách khuôn mặt tôi chưa tới nửa mét. Cứ như vậy mà hành động nhịp nhàng. Mỗi lần tránh được một cái gai, tôi đều quay đầu lại kiểm tra tình hình của cả đoàn. Về cơ bản nếu thấy được chướng ngại vật thì sẽ dễ dàng tránh né. Nhờ có thiên hổ nên cả bọn băng qua khá dễ dàng. Bỗng từ phía trước tôi có một dải xanh ngắt, trượt xuống thêm vài giây thì mới tá quả. Thì ra là cả một rừng gai nhọn. Nó nằm cắt ngang một con dốc, đâm đầu vào thì tan xác thành trăm mảnh là cái chắc. Từ phía sau tôi nghe tiếng anh Hùng đang trượt lên gần sát bên.
anh cũng thấy chướng ngại phía trước. Bức tường gai này có kích cỡ khổng lồ. Từ sau tôi thấy những cái thân cây mọc lên. Hình như là qua được bức tường này sẽ hết con dốc đi. Anh Hùng cũng nghĩ như tôi. Anh lập tức đổi tư thế, úp người xuống, hét lên kêu cả bọn giang tay ra. Ba người phải sắp thành một hàng và đứng phía sau tôi. Tôi giật mình, sao kỳ vậy? Lúc nãy anh còn giành đi trước với tôi mà. Dự tính của anh chính xác là cái gì? Dường như anh biết tôi đang có thắc mắc nên anh mới la lên. Lúc nãy vượt qua mấy cái gai á, anh có để ý. Tuy sắc nhọn nhưng phần thân là thực vật. Bây giờ mày gọi Thiên Hổ, dùng móng vuốt cắt ngang qua là cái hàng rào nát liền. Trời, chơi liều với anh chắc chưa? Anh làm gì có chuyện chơi liều, chắc 100%. Tôi suy nghĩ, trong lúc cấp bách này, cách của anh Hùng là khả thi nhất rồi. Giá lại nếu không qua được thì ít nhất tôi cũng sẽ đỡ được phần nào sát thương cho cả bọn. Họ cuốn tôi không biết bao nhiêu lần, lần này có hy sinh một chút cũng còn mặt mũi mà ăn nói với tiện bối với cựu tuyển. Anh Hùng đã nói chắc nên tôi cũng phần nào yên tâm. Anh liền chụp hai bàn tay lên vai tôi. Tiếp sau đó là Thạch Sinh chụp lên vai anh Hùng. Tú Linh là người cuối cùng. Tôi hít vào thở ra liên hồi, chỉ biết tập trung cao độ. Bụi gai còn cách cả bọn khoảng 30 thước. Tôi gọi Thiên Hổ ra. Vừa nghe tiếng gầm của nó, tôi liền bắt chéo hai tay trước ngực. Móng vuốt của Thiên Hổ liền bao quanh. Khoảnh khắc của sự thật cuối cùng cũng đến. Khi chỉ còn cách hàng rào chừng 5 mét, tôi vung tay chuẩn bị cho cú chém cực mạnh. Đúng lúc đó, anh Hùng đã kéo vai tôi, rồi lôi tôi về phía sau. Ngay khi tôi vừa dứt chiêu, chỉ trong một sát na thôi, nếu như tôi thất bại thì anh Hùng là người lãnh đủ. Thời gian như ngưng động, tôi chỉ biết nhắm mắt. Một cú huýt trời giáng vào mặt đất làm cho tôi lăn quay. Thật may mắn chúng tôi qua được rồi. Tôi thở hồng hộc, quay qua anh Hùng, thấy anh đang lăn mấy vòng. Thằng Sinh với Tú Linh ở phía sau thì đỡ hơn đôi chút. Tôi nhìn anh rồi chửi oan oan. Anh hay lắm anh Hùng, tính giành công với em hay gì? Anh ngồi dậy, đầu chính đầy đất cát. Anh cười hề hề rồi nói. Anh biết mày thế nào cũng qua được. Để lên trước đi xem cảnh vật hùng vĩ ở đây thôi mà. Anh nói xong thì chống hai tay ra phía sau, nghiến răng thằng đào một tiếng. Vết thương chỗ be sườn bây giờ đã rỉ máu đỏ cả miếng băng. Tú Linh thấy vậy thì chạy tới xem xét tình hình cho anh. Tôi thì quay ra sau nhìn cảnh vật anh vừa tả. Chỗ chúng tôi đáp xuống trông như một vùng đất mới. Là ở chỗ đa số diện tích khu này lại là rễ cây. Từng bộ rễ ngoằn ngoèo trên mặt đất trông như hàng ngàn con trắng đang uốn lượn. Từ những bộ cây này lại có những thân cây nhỏ xíu nhưng cao chót vót mọc lên. Sự trái ngược của kích thước làm cho tôi nhận ra một điều. Rễ này là của một loài thực vật khác, nhưng chúng mọc ở đâu? Diện tích khu này không lớn lắm. Ở phía xa xa có thể thấy cả một khu vực được bao phủ bởi loài cây không gai. Tôi bật dậy, miệng than đau mấy tiếng, rồi tiến về phía cái lỗ nham nhở tôi vừa dùng vuốt của Thiên Hổ để mở đường. Bây giờ có cơ hội nhìn kỹ mới biết gai nào gai nấy sắc bén cực kỳ. Tưởng chừng như chạm nhẹ vô sẽ bị chúng cắt đứt tai ngay. Vậy mà bằng một đòn tôi đã chém được đứt lìa. Thế mới biết Thiên Hổ quả thật lợi hại. Nhìn về vùng đất phía sau, tôi chỉ ước rằng ông Hai Tịnh còn ở đây. Ít nhất ông cũng biết cả đoàn đang rơi vào một nơi xó xỉnh nào trong cái rừng tràm rộng bạc ngàn này đây. Đang nhìn xung quanh thì tôi nghe tiếng Tú Linh treo lên. Cô chỉ tay vào một kiến trúc kỳ lạ thấp thoáng ở đằng xa. Kiến trúc này có màu vàng như cát, co cụm lại như thôn xóm. Lúc này anh Hùng mới nói. Thôi kệ nó đi em, bây giờ kiếm đường á, leo lên trên lại. Mình còn phải đi tìm chú Hai nữa. Tuy nhiên khi anh vừa ngồi dậy thì hàng loạt những tiếng động kỳ lạ vang lên, giống như có hàng ngàn con trắng đang bò xung quanh. Tiếng động này phát ra
từ phía cái hàng trào gai kia. Chúng tôi hốt hoảng quay lại thì thấy loài thực vật thân mềm có gai này bắt đầu biến đổi. Những cái gai gập lại, cả khối thực vật bây giờ trở thành một bức tường cứng cáp, trơn tuột. Tôi có gọi thiên hổ cũng không thể nào nhìn thấu qua được. Chưa hết, trời trong xanh thâm thẳm bỗng chuyển thành buổi tối. Có thứ gì đó phát ra tiếng động rền vang như tiếng sấm, nghe phì phò phì phò. Từng đợt băng phong thổi tới lạnh cả sống lưng. Sương mù dày đặc không biết từ đâu kéo tới, che khuất cả tầm nhìn. Ánh sáng duy nhất lúc này phát ra là từ khu thôn sớm mà Tú Linh phát hiện lúc nãy. Cả một vùng thiên nhiên đẹp đẽ giờ chẳng khác nào cái bãi tha ma. Sinh thốt lên: Chẳng lẽ lạc vào thiên của hàng thịt sao? Không chắc được, bây giờ lùi không xong, chỉ còn đường tiến thôi. Thế là chúng tôi bắt đầu chỉnh đốn lại tinh thần rồi bước đi về phía ngôi làng. Âu nó cũng là manh mối duy nhất hiện giờ. Trên đường đi thì những cái thân cây bắt đầu lung lay dữ dội, phía trên vang xuống những âm thanh kỳ lạ. Màn sương vốn đã dày đặc nay lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không gian trước mặt giơ tay lên không thấy ngón. Bỗng đâu một tiếng động nghe như vật gì đó rơi xuống nước vang lên. Sau đó thì cả không gian chìm trong âm thanh bồm bổm này. Tôi lắng tai kỹ hơn, không phải là vật gì mà nghe như chất lỏng đặc quánh. Tiếp đến là một mùi tanh như cá chết xộc lên, khiến cho cả bọn phải che mũi đi. Chẳng lẽ thứ đang gây ra âm thanh này là máu hay sao? Tôi giật mình, vô thức đưa tay lên vuốt mi mắt. Xa xa giữa màn sương lấp ló hình hài của một sinh vật cao to, nhìn không giống người, cũng không giống con vật gì hết. Để miêu tả chính xác nhất thì nó trông như một tấm màn được treo lên. Chân màn chạm đất cho nên phần dưới to, càng lên cao thì càng nhỏ lại, nhỏ đến khi trên đầu chỉ còn là một chớp nhọn và hai cái ria đang lắc lư qua lại như hai cái anten. Tôi tả sinh vật này lại cho cả bọn. Anh Hùng nghe xong thì nói anh có một nghi vấn khi lọt vào đây. Chuyện kể về một bộ tộc ăn thịt người ẩn nấp trong khu rừng U Minh, Tú Linh nói cô cũng nghe sư phụ kể. Thực cư như thế nào thì chẳng ai xác nhận được. Chỉ biết ngày xưa thế hệ của những lục lâm như Mạc Hải Vinh rồi đến Lý Tổ Sư lúc còn trẻ có đặt chân đến lỗi rừng U Minh. Khi đến lỗi này thì phải đi qua một cửa ải được canh gác bởi tộc cô chỉ. Anh Hùng tưởng cửa ải chỉ là phép nối ẩn dụ cho những hiểm nguy ở bên ngoài bìa rừng. Giá lại tộc cô chỉ đã tuyệt diệt từ lâu rồi, kể ra từ thời Mạc Hải Vinh hoặc Lý Tổ Sư là những lục lâm lão làng thì cũng đã gần 200 năm trôi qua. Chỉ có một miêu tả làm cho anh Hùng chú ý. Người tộc này có tục lệ lột da người cho khâu thành một tấm vải. Tú Linh nói trăm nghe sao bằng một thấy được. Chẳng phải miêu tả của tôi về những sinh vật ẩn hiện trong xương kia rất giống với cách ăn mặc của tộc cô chỉ hay sao? Anh Hùng chỉ đanh mặt lại suy nghĩ, nói với mọi người rằng bây giờ chỉ còn biết tiến về phía trước thôi. Bảo tôi cứ tiếp tục quan sát xung quanh, nếu những sinh vật kia bắt đầu hành động gì đáng ngờ thì phải báo cho cả nhóm biết ngay tức khắc. Sinh thắc mắc: Ủa, vậy còn hai cái anten là gì nữa? Tôi bảo: Làm sao tao biết được, thấy sao nói vậy thôi à. Ghi chép về lỗi trừng rất là ít, nếu mà không muốn nói là chỉ có vài hàng thôi. Biết đâu thông tin câu da làm áo choàng á cũng là lời đồn thất thiệt. Những lục lâm lão làng còn sống á thì hết sức kín tiếng, chết rồi thì không thể nào đối chứng được. Đồn thì vẫn chỉ là đồn thôi, sống thì tin vào bản thân thôi nhóc. Tôi nghe xong thì trề môi, gật đầu cho qua. Trên đường đi, ngôi làng tưởng chừng như gần, nhưng đi mãi mà chỉ thấy tới được một chút. Mặt đất có đoạn gồ ghề, có đoạn ướt sũng. Anh Hùng liên tục bảo tôi kiểm tra khoảng cách
giữa những sinh vật kỳ lạ và cả đoàn. Tôi báo cáo lúc nào họ cũng chỉ ở khoảng 100 mét. Tuy vậy số lượng đang ngày một gia tăng. 10 phút sau, ngôi làng vẫn ở khoảng cách tương tự. Lúc này cả bọn mới thấy cái gì đó không ổn. Xung quanh trời không tối đen nhưng lại nhá nhem, lại cộng thêm sương mù, chỉ biết nhìn ánh sáng phía trước mà bước tới. Cảm giác chẳng khác nào đang như một loài vật nhỏ bé bị loài thú săn mồi to lớn dẫn dụ bước đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện ma Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 24 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.